Sáng nay, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Ngày Chủ nhật Hồng nhân dịp kỷ niệm Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động vui tươi và ý nghĩa. Tại lễ khai mạc ngày hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, năm 2023, Bệnh viện mong muốn bù đắp lại những thiệt thòi, mang đến những nụ cười cho các em thiếu nhi, bệnh nhi, con em cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện bằng các chương trình vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, chủ động qua khám sàng lọc bệnh miễn phí và trao tặng hàng trăm phần quà cho trẻ em nhân dịp 1 tháng 6. Tham gia ngày hội, các em thiếu nhi, bệnh nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, được xem múa lân, tạo hình bong bóng, được thỏa sức tham gia các trò chơi vận động, trò chơi kéo tay. Ngày hội thực sự là sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho thiếu nhi, qua đó cũng khích lệ động viên tinh thần cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện sớm lành bệnh để có những ngày hè vui tươi, bổ ích.